Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Điện Thoại Vui TV. Và sắp tới đây thì các bạn đều biết WWDC 2022 chúng ta sẽ có sự hiện diện của iOS 16. Và video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn những cái cột mốc mà các bạn cần phải lưu tâm nếu như các bạn là một người sở hữu những cái chiếc máy có thể lên iOS 16 và các bạn mong muốn lên cái phiên bản này để chúng ta có thể cập nhật được nhiều những cái tính năng mới, thì các bạn nên nốt những cái khung thời gian này lại nhé. Và ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Rồi, đầu tiên nói về cái sự kiện WWDC 2022 thì nó sẽ được diễn ra vào ngày 6 tháng 6 theo giờ của California. Thì 10 giờ California thì ở Việt Nam á, chúng ta sẽ rơi vào đâu đó khoảng 12 giờ đêm rạng sáng giữa ngày 6 và ngày 7 thì iOS 16 sẽ chính thức được ra mắt. Vậy thì cái phiên bản đầu tiên mà người dùng có thể tiếp cận được đó chính là một phiên bản iOS 16 Developer Beta. Thì cái phiên bản iOS 16 Developer Beta này thì Apple họ sẽ phát hành cho những cái người lập trình viên để họ có thể kiểm tra được những cái lỗi ở trên cái phiên bản này, và họ viết ra những cái app mới, những cái thuật toán mới, những cái code mới phù hợp với cái phiên bản iOS 16 để chuẩn bị cho một cái phiên bản chính thức được ra mắt vào tháng 9 khi mà Apple họ tổ chức cái sự kiện ra mắt iPhone. Rồi, đó là mục đích của cái phiên bản Developer Beta. Vậy thì còn một cái phiên bản nữa mà người dùng dễ dàng tiếp cận hơn, cũng là một cái phiên bản beta nhưng nó là Public Beta. Với cái phiên bản Public Beta này thì nó sẽ dành cho những cái người dùng mà các bạn không phải là developer, các bạn không phải là lập trình viên và các bạn muốn trải nghiệm trước cái phiên bản iOS 16 này. Thực ra theo như cái cảm nhận của mình thì giữa Developer Beta hay là Public Beta bây giờ nó không khác nhau nhiều. Lúc trước nó thực sự nó rất là khác, tại vì các bạn phải có một cái account, một cái tài khoản Developer Beta của Apple thì các bạn mới có thể tải về và các bạn mới có thể cập nhật và trải nghiệm những cái phiên bản Developer Beta được. Còn ở thời điểm hiện tại quá dễ dàng, chỉ cần một cái file cài đặt thôi, một cái file như mình hướng dẫn cho các bạn á, thì chúng ta đã có thể cài đặt được cái phiên bản Developer Beta rồi và không cần phải cài Public Beta làm gì. Nhưng nếu như các bạn hỏi thời gian ra mắt cái phiên bản Public Beta thì nó sẽ rơi vào khoảng giữa tháng 6 cho đến đầu tháng 7 thì Apple họ sẽ tung ra cái phiên bản iOS 16 Public Beta dành cho người dùng phổ thông. Nếu như cái phiên bản iOS 16 này nó không lỗi và những cái tính năng của nó hoạt động thực sự tốt thì cái thời điểm mà ra mắt cái phiên bản Public Beta nó sẽ sớm hơn, nó rơi vào đâu đó khoảng giữa tháng 6. Nhưng nếu như cái phiên bản iOS 16 này phát hành ra và nó bị lỗi và những cái tính năng của nó không đáp ứng được cái yêu cầu thời gian test hoặc là những cái yêu cầu của developer hoặc là những cái yêu cầu của Apple thì cái thời gian ra mắt cái phiên bản Public Beta này nó sẽ được dời lại vào khoảng đầu tháng 7. Rồi, và cái phiên bản iOS 16 phiên bản chính thức thì nó sẽ được ra mắt vào thời điểm nào? Nó sẽ được ra mắt vào tháng 9 và cụ thể thời điểm ra mắt sẽ là một cái sự kiện được diễn ra vào khoảng giữa tháng 9. Đây là một cái sự kiện lớn nhất trong năm ở trong làng công nghệ, tại vì ở sự kiện này Apple họ sẽ tung ra những cái sản phẩm mới, những cái mẫu iPhone mới, và đi kèm vào đó thì cái phiên bản iOS 16 nó cũng sẽ được phát hành chính thức luôn. Tuy nhiên ở cái đêm đó thôi á thì chúng ta vẫn sẽ chưa có phiên bản iOS 16 chính thức để mà các bạn có thể sử dụng, thì các bạn phải đợi thêm một tuần nữa, có nghĩa là nó rơi vào đâu đó khoảng nửa cuối của tháng 9 khi mà Apple họ bán ra những cái chiếc iPhone mới, cụ thể là model iPhone 14, thì các bạn mới có thể cập nhật lên được phiên bản iOS 16 phiên bản chính thức. Đó là những cái mốc thời gian và thời điểm mà các bạn cần phải nốt lại nếu như các bạn là những cái người chúng ta thực sự quan tâm về phiên bản iOS 16 này và các bạn thực sự quan tâm về những cái tính năng mới và các bạn muốn trải nghiệm nó, thì các bạn nên nốt những cái khung thời gian này lại để chúng ta có thể biết, để chúng ta có thể chuẩn bị trước và các bạn cập nhật lên những cái phiên bản mới nhất này. Và ở cái clip này á, thì mình cũng sẽ chia sẻ với bạn những cái khung thời gian mà ở những năm trước những cái phiên bản iOS chính thức nó được phát hành thì nó sẽ rơi vào ở đâu đó khoảng từ ngày 16 cho đến ngày 20 tháng 9 hàng năm thì cái phiên bản iOS mới nó sẽ được ra mắt. Và cái sự kiện của Apple họ tổ chức thì sẽ được diễn ra vào đâu đó trước một tuần, có nghĩa là từ ngày 10 cho đến ngày 15
tháng 9 hàng năm thì Apple họ sẽ tổ chức cái sự kiện ra mắt iPhone kèm với iOS mới, và iOS chính thức thì nó sẽ được ra mắt khoảng một tuần sau đó. Thì các bạn nên lưu ý cái mốc thời gian này để chúng ta có thể chuẩn bị ha. Rồi, ngoài lề một tí, ở cái clip này thì mình cũng sẽ chia sẻ với các bạn một vài những cái tính năng mới mà mình vừa nhận được, những cái thông tin leak ở tới thời điểm hiện tại. Và cái thông tin đầu tiên đó chính là On-Wear Display sẽ có mặt trên iOS 16, nhưng nó sẽ chỉ dành cho đời iPhone 14, có nghĩa là những cái chiếc máy iPhone 13 Pro Max, 13 Pro, 13 thường, 13 mini rơi xuống sẽ không được sở hữu On-Wear Display. Tính tới thời điểm hiện tại chúng ta vẫn chưa biết được là liệu rằng cái tin này nó có trở thành sự thật hay không. Nhưng nếu thực sự nó hoạt động như vậy và nó trở thành sự thật thì đây là một cái nỗi buồn với những người mà cập nhật lên iOS 16. Tại vì mình đều biết các bạn đều muốn On-Wear Display xuất hiện trên tất cả những cái dòng máy OLED của Apple từ đó đến giờ rồi. Và nếu như mà nó không có thì thực sự rất là tiếc nuối luôn á các bạn. Rồi, tạm gác lại cái thông tin này qua một bên, đến với cái thông tin thứ hai, đó chính là một cái thay đổi nhỏ về giao diện. Thông thường khi mà cái viên pin, khi mà cái dung lượng pin của các bạn nó xuống ở cái mức khoảng 20%, chúng ta sẽ nhận được một cái pop up thông báo vuông vuông, có nghĩa là dung lượng pin của các bạn đã bị yếu rồi và chúng ta chuyển qua chế độ nguồn điện thấp, ở một cái bảng vuông xuất hiện ở giữa màn hình. Thì với cái giao diện mới ở trên iOS 16 thì nó sẽ xuất hiện dưới một cái dạng pop up hình viên thuốc, giống như là cái lúc mà các bạn tăng giảm âm lượng hay là các bạn gạt cần gạt rung, thì Apple họ sẽ đưa tất cả những cái pop up này về một cái dạng chuẩn, đó chính là hình viên thuốc như thế này, để thông báo những cái trạng thái ở trên những cái chiếc máy của chúng ta, ở những chiếc iPhone cũng như là những cái chiếc iPad. Và cuối cùng đó chính là những cái thiết bị được cập nhật lên iOS 16. Thì tới đây thì các bạn đã quá rõ rồi, iPhone 7, iPhone 7 Plus sẽ là những cái chiếc máy tiếp theo bị khai tử và không được cập nhật lên phiên bản iOS 16 này. Và những cái chiếc máy được cập nhật lên sẽ từ iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone SE 2020 trở lên cho đến tận là model iPhone 14 sắp được ra mắt vào tháng 9 đây. Rồi, ok, vậy thì video ngày hôm nay mình đã chia sẻ cho bạn đầu tiên về thời gian ra mắt những cái phiên bản iOS 16. Cái thứ hai đó chính là những cái thông tin tiếp theo về cái phiên bản iOS 16 này ở cận ngày ra mắt. Và các bạn nghĩ sao về cái phiên bản iOS 16? Các bạn có cập nhật lên hay không thì các bạn hãy comment với mình để mình cùng biết nha. Và các bạn cũng đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh Điện Thoại Vui TV để ủng hộ bọn mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.